Cô xin chào tất cả các em đã đến với bài giảng môn sinh học lớp 7 ngày hôm nay. Sau khi tìm hiểu về đại diện của lớp chim là chim bồ câu, thì hôm nay mình sẽ tìm hiểu thêm về các đại diện khác cũng như đặc điểm chung của lớp chim thông qua bài 44, đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim. Sẽ bao gồm 3 phần cả thảy. Phần thứ nhất là các nhóm chim, phần thứ hai là đặc điểm chung của chim, phần thứ ba là vai trò của chim. Chúng ta sẽ đi lần lượt từng phần một. Đầu tiên, các nhóm chim. Các em thường thấy những lớp trước chúng ta thường phân loại ra thành các bộ. Vậy tại sao ở lớp chim lại chia thành các nhóm? Bởi vì hiện nay lớp chim được biết đến khoảng 9.600 loài được xếp trong tổng cộng 27 bộ. Ở Việt Nam thì đã phát hiện được 830 loài. Với số lượng bộ lớn như vậy, 27 bộ, thì lớp chúng ta không thể tìm hiểu hết tất cả các bộ được. Vì vậy, người ta có một cách phân loại khác thành các nhóm dựa vào đặc điểm đời sống của nó. Vì vậy, chúng ta sẽ đi lần lượt từng nhóm một. Đại diện nhóm chim chạy, chúng ta có đà điểu châu Phi. Bởi vì là chim chạy cho nên đời sống của nó hoàn toàn không biết bay, chỉ chạy nhanh trên thảo nguyên hoặc hoang mạc khô nóng. Đặc điểm cấu tạo chúng ta sẽ để ý đến hai bộ phận là cánh và chân. Cánh của đà điểu không dùng để bay cho nên nó rất ngắn và yếu, thường được các con chim trống dùng để khoe mẽ với chim cái mà thôi. Đôi chân của đà điểu dùng để chạy cho nên nó sẽ rất là cao, to và khỏe. Bàn chân thường sẽ có hai móng, hai ngón hoặc là ba ngón dùng để đứng vững, chạy nhanh trên mặt đất. Đây là đặc điểm cấu tạo. Đại diện ngoài đà điểu thì chúng ta còn có thêm một đại diện nữa là chim kiwi. Đây là loài quốc điểu của quốc gia New Zealand. Nó cũng không có khả năng bay, chỉ có thể chạy đi hoặc chạy ở trên mặt đất mà thôi. Đại diện chúng ta có đà điểu châu Phi, ngoài ra còn có đà điểu Mỹ, đà điểu Úc và chim kiwi. Đại diện đó chính là chim cánh cụt. Đời sống tất nhiên là không biết bay, đi lại trên cạn cũng vụng về và nó bơi lội rất tốt ở trong biển, môi trường nước. Vì vậy nó mới nằm trong nhóm chim bơi nha. Đặc điểm cấu tạo thì đầu tiên chúng ta sẽ quan sát đôi cánh trước. Đôi cánh của chim cánh cụt nó không giống đôi cánh của những loài chim khác. Nó dài và khỏe. Rất dài và khỏe, có hình dạng giống như mái chèo để nó di chuyển trong nước, để nó bơi lội trong nước. Còn đôi chân thì sao? Chân của chim cánh cụt thì có 3 ngón. Chim cánh cụt có 4 ngón và giữa các ngón có những cái màng bơi giống như chân vịt vậy để bơi bơi lội dưới nước. Ngoài đặc điểm về cánh và về chân, đặc điểm của chim cánh cụt còn có một cái quan trọng đó là bộ lông nữa. Lông của chim cánh cụt thì nó không giống như lông của các loài chim khác, lông ngắn và dày, đặc biệt không thấm nước để nó bơi trong nước, không thấm nước để bơi trong nước. Đại diện thì tất nhiên mình có nhóm chim cánh cụt. Đó là những cái nhóm chim chạy và chim bơi, số lượng loài rất là ít. Phần còn lại nhóm chim bay. Tất nhiên đời sống đã là chim bay thì nó phải biết bay ở các mức độ khác nhau. Cấu tạo cánh phải phát triển để giúp nó di chuyển bằng cách bay ở trên không. Chân có 4 ngón, đại diện mình đã có bồ câu ở những bài trước mình học và có gà, có vịt. Ngoài ra chúng ta cô sẽ giới thiệu cho các em hai đại diện nổi bật trong thế giới loài chim, đó chính là chim cắt lớn. Đây là loài chim bay nhanh nhất thế giới loài chim, vận tốc của nó có thể lên tới 389 km/h, thậm chí cao nhất là 390 km/h. Thật đúng với câu nhanh như cắt. Còn đối với loài ông vua của thế giới loài chim trong lĩnh vực bay cao thì đó chính là kền kền rắp. Nó sống ở Trung Phi và độ cao mà nó chinh phục được, cao rất cao nha, 11.278 mét. Đây là những loài chim bay nhanh và bay cao nhất thế giới loài chim. Tuy nhiên, bởi vì biết bay ở các mức độ khác nhau, cho nên cũng sẽ trong cái nhóm chim bay này cũng có những loài cái khả năng bay của nó không tốt bằng những cái loài chim cô vừa giới thiệu, ví dụ như gà, vịt. Chủ yếu vịt nó sẽ thích
thích nghi với đời sống bơi lội trong nước là chủ yếu, trên mặt nước. Con gà mặc dù nó cũng biết bay đó, cho nhưng mà cái mức độ bay của nó không được cao cho lắm ha. Phần thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm chung của lớp chim. Nội dung tìm hiểu chúng ta sẽ có những cái nội dung như thế này: bộ lông, chi trước, mỏ, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, nhiệt độ cơ thể, trứng và sự ấp trứng. Đây là những nội dung đặc điểm chung của các loài trong lớp chim. Đầu tiên là về bộ lông, đa số các loài trong lớp chim sẽ có lông vũ bao phủ cơ thể. Như mình đã học ở bài trước, lông vũ nó sẽ bao gồm lông ống và lông tơ, không thấm nước, bao phủ hoàn toàn bộ cơ thể của lớp chim. Chi trước của loài của lớp chim đặc biệt sẽ biến đổi trở thành cánh chim giúp nó bay hoặc là bơi đối với chim cánh cụt. Mỏ có chất sừng bao bọc, mỏ sừng bao bọc. Hệ hô hấp của chim chúng ta sẽ có đặc điểm là phổi có mạng ống khí, khác với bò sát. Đối với bò sát là vách ngăn, phổi có vách ngăn, còn đối với chim là phổi có mạng ống khí. Đặc biệt ở hô hấp của lớp chim nó còn có thêm hệ thống túi khí tham gia quá trình hô hấp để nâng cao cái hiệu quả hô hấp lên. Hệ tuần hoàn của chim đã tiến hóa hơn so với bò sát, nó đã có bốn ngăn hoàn tim đã có bốn ngăn hoàn chỉnh và máu đỏ tươi hoàn toàn đi nuôi cơ thể, không còn là máu pha giống như lưỡng cừu và bò sát nữa. Nhiệt độ cơ thể cũng có sự thay đổi. Đối với cá, lưỡng cừu và bò sát là động vật biến nhiệt, thì bây giờ đối với lớp chim nó đã nâng tái tiến hóa lên thành động vật hằng nhiệt, đó là nhiệt độ cơ thể không thay đổi so với nhiệt độ môi trường, cố định so với nhiệt độ môi trường. Đặc điểm về trứng thì trứng của chim có vỏ đá vôi bao bọc, được bảo vệ tốt hơn. Và sự ấp trứng của các loài trong lớp chim được thực hiện bởi thân nhiệt của chim bố mẹ. Cô mở rộng thêm, đây cũng là điểm khác biệt so với lớp bò sát. So với bò sát, nó sử dụng nhiệt độ của môi trường để ấp trứng. Còn đối với lớp chim thì nó sẽ sử dụng nhiệt độ của chim bố mẹ, nhiệt độ cơ thể của chim bố mẹ để ấp trứng. Đó là các đặc điểm chung, các em sẽ ghi cái bảng này vào trong tập để ghi nhận những đặc điểm chung của lớp chim. Chúng ta sẽ tìm hiểu vai trò của lớp chim. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung là có lợi và có hại. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy hai hình ảnh, một là con chim đang bắt sâu, là bắt những cái con sâu để ăn, và thứ hai là chim cú bắt chuột. Bắt sâu, bắt chuột, sâu và chuột đều là những loài động vật gây hại cho mùa màng, gây hại cho lâm nông nghiệp, một số loài còn gây bệnh cho con người. Vì vậy, vai trò đầu tiên chính là tiêu diệt sâu bọ và gặm nhấm làm hại nông nghiệp và gây bệnh cho con người. Ký hiệu này là các em ghi vào trong tập nha. Vai trò có lợi đầu tiên. Này, chúng ta thấy một con gà luộc và một con vịt quay. Đây là món vịt quay Bắc Kinh nổi tiếng. Vai trò thứ hai chính là sử dụng các loài gia cầm thuộc lớp chim để làm thực phẩm, cung cấp thực phẩm cho con người. Ở đây là một chiếc gối làm bằng lông ngỗng, nó được nhồi lông ngỗng vào bên trong. Một số còn có thể đưa nhồi lông vịt. Đây là một chiếc quạt làm bằng lông công, lông của chim công rất là đẹp làm thành chiếc quạt. Và lông đà điểu dùng để trang trí những chiếc mặt nạ hoặc là trang trí những cái áo khoác, làm thành những chiếc áo khoác. Đó, vai trò thứ ba đó chính là cung cấp lông để làm chăn gối đệm và làm đồ trang trí. Vai trò thứ tư, thấy đây là một con chim đại bàng đang săn mồi, con mồi của nó là một con nai. Đây là chim cốc đế, đó là một loài chuyên săn bắt cá ở dưới nước. Vậy thì người ta nuôi những con này, chỉ nuôi đại bàng, nuôi cốc đế để làm gì? Đó chính là huấn luyện để săn mồi cho con người. Đặc biệt cốc đế được nuôi, được kết hợp với những ngư dân săn bắt các cái con cá dưới nước.
thứ năm, chúng ta thấy ở đây là một con vịt trời, một con gà gô. Một số cái khu du lịch, một số khu du lịch sinh thái đó, người ta sẽ nuôi vịt trời và gà gô để làm gì? Cho các khách du lịch vào săn bắn những cái con vịt và con gà mà khách bắn săn bắn được sẽ được sử dụng để làm những món ăn trong cái buổi cắm trại dã ngoại ở cái khu du lịch sinh thái đó, phục vụ du lịch. Vai trò kế em thấy ở đây là một con vẹt đang ăn quả cây. Đây là một đại diện rất là nổi tiếng, con chim ruồi, nó hút mật hoa, bay rất là nhanh. Vai trò kế tiếp của lớp chim đó chính là rất là quan trọng trong tự nhiên, phục vụ việc phát tán quả và hạt, giống như con vẹt này ăn quả và phát tán quả và hạt, và phục vụ thụ phấn cho hoa giống như con chim ruồi này. Trong khi nó hút mật hoa thì nó cũng sẽ tiến hành thụ phấn cho hoa luôn, giống như ong và bướm. Đó là những vai trò có lợi của lớp chim. Mặc dù có rất là nhiều vai trò có lợi, tuy nhiên lớp chim cũng có vai trò có hại, cũng có một cái điểm có hại ha. Hại của lớp chim đó chính là gây hại cho kinh tế nông nghiệp. Các loài chim ăn quả, ăn cá, ăn hạt sẽ làm giảm sản lượng năng suất cây trồng, vật nuôi đối với nền nông nghiệp. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Nhiệm vụ về nhà của các em sẽ là học bài, đọc phần em có viết ở trang 146 và xem trước bài 46 thỏ. Đây là đại diện của lớp thú hay là gọi là lớp có vú. Tất cả các em đã chú ý lắng nghe bài giảng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.